Rồi bắt đầu quay rồi. Rồi nhưng mà quay rồi à? Dạ quay rồi đó. Rồi mời anh nói đi. Mà nữa tao tập trung chú ý đó. Cái kênh sẽ tập trung giang giang cha xây pa ta lơ ya pa cái kênh nghe dương nó mừng. Ai cho dương pơ được cái nhà cho hà cho nó sẽ bắt cái kênh tên ruộng tông cái kênh. Phát tiền anh ạ tư. Ốc nào sẽ bên bắt cái kênh. Chưa to là gì cho kê cái kênh. Rì chưa tao. Cái kênh ở đây bởi vì anh nào. Hai chắc chắn. Ba tiền đốc nào. Về ba cái là cái kẹt về hút cả xe ba kẹt. Chăng. Rồi đâu có câu hỏi gì không? Hỏi gì về 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 cái nhà Dung, cái nhà Dương này không? Đấy. Không. Bộ con thích nhất ở trong đây là cái thích nhất cái gì? Con ba con về. Con về. Điên cả lời đằng hùa không vậy. Cái gì nữa? Nó đâu cái dạng? Cái ba tao. Nó coi tụi mà đã mà ở bướp đang ở đây này đang nộp tờ xong ạ. Xong đã tiền gần nụ dương đà mà gì vẫn như lọc tiền gần này dương nó phải bướp âm lời dương ở gì lo hay gì lại tiền sau này nó cần cần nhà bướp tiền cái kênh ạ. Cái kênh nhà mỏ nắng. Không đợi tôi ai vịt. Nắng. Nè mẹ chưa tụi mà. Thương tụi mà. Mày chưa ngày chưa? Thôi mày ơi. Hơn giúp con đi ơi. Đi, đi nó cần món là nhọc là bướp mà là bướp tên. Dương cứ lo tên dương đằng cái gì cả con đi. Dương tề đi lo hai dương à bướp à bướp ao lời nắng. Cái quả nhớ. Ồ. Giỏi cùng được cũng như dành. Ấy vô à phải tâm mà đó nè, tâm mà đó, cái cảnh mà. Rồi nó bụng chưa? Chưa rồi. Rồi để ăn thôi. Rồi. Thôi cần đây là khu sản xuất kinh tế của hộ gia đình Tiên Duôn tại thôn Arec, xã A Vương, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Đó. Các bạn sẽ thấy đây là khung cảnh của vườn cao su của hộ. Đó, hai bên luôn. Đó, đây là nhà vuông của hộ. Đó. Trong đây cũng có nhà con gà nữa. Đó. Đó, nuôi vịt. Đó, nuôi gà. Đó. Bên kia là khu trang trại gà. Đó các bạn đã xem. Đó, còn trong đây là gùi đó. Đó, đồ dùng dụng cụ của họ cạo mũ cao su. Cái này là máy cắt để cắt cỏ cao su. Đó, có chuối, có quế. Cái tết chưa mình chứ tặng trái này. Sợ nhau. Còn có bà múc lên ngay tự. Anh ở đây đang vận động. Còn chi đó, cái này là cây cao su đó. Họ ở trong nhà vườn họ sản xuất mũ cao su. Còn cái này là chương trình dự án của bên anh đến lên tìm hiểu về cách kiểu mà người dân ở nhà vườn trong lịch sử truyền từ đời cha sang đời con dư mãi trong hình ảnh của nhà vườn gắn liền với sản xuất kinh tế đó. Để sau này những đứa nhỏ sẽ nói theo và mãi mãi giữ cái nhà vuông đây trong đó, trong nhà đó, các bạn nhỏ rất thích đang vẽ tranh vẽ nhà vuông vẽ cây cối đó. Đây là nhà con vịt. Đó, chuồng vịt. Đó. Đây là ruộng của ông. Đó.
Nóng hả? À là bà bỏ xuống đất hả? Ở đây, 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 đây. Đã ăn này, ơi, ơi, chờ này, bụi nè. Con mồi mà đưa đó đâu có đang chờ tao đang xe mòn. Đâu không ấy tắt chưa? Được rồi.